Kim Anh mới chào Kiều My, mới chào Ngọc Như Ý, mới cảm ơn các con nha, chúc mới nhiều sức khỏe, mới chào Tấn Như, mới chào Soda Xoài nè, mới chào Bố Chữ BBB, mới chào Linh Mỹ, mới chào Julie Nguyễn, mới chào Phạm Nam, mới chào Kiều My, mới chào Nguyễn Thảo, mới chào Nguyễn Hà, mới chào Ngọc Hòa, mới chào Hiền Thu, mới chào Hương Phạm, mới chào Hiền Thu Hương Phạm, mới chào Bảo Anh Chanel, mới chào Thảo Trần, mới chào Lý Kim Hiền, Lý Kim Hiền, mới chào Phan Nam, chào Nam Mi, mới chào Biệt Dục Nguyễn. Hồi trưa thì mới định live stream để lên lớp mà sạc pin, nhưng mà livestream lên lớp sạc pin thì bắt được livestream cái đặt ship sạc pin nó chưa nghe được thì nó bắt mấy con nghe không thôi, mới nói thôi mới để mới quay rồi đăng sau cái tối thời gian cái mới livestream giao lưu với các con, thấy các con coi nó vậy đó mà nó cũng khịa mới được. Mà cái câu chuyện đó con biết cái câu chuyện này nó là nó trên 10 năm rồi con. Cái mặt cậu mà đưa lại cho má đó là trên 10 năm rồi, chứ đâu phải mới đây. Như vậy mà nó khịa má, nó nói mà Hà, cái đồ đó là đồ của má tặng cho cậu sinh nhật, chứ đâu phải mà đồ mà má bán cho cậu đâu. Mà nó muốn vấn đà triệt hạ uy tín làm ăn của má. Bây giờ má, đúng là má cũng không muốn nói lên nữa. Má chào An Nam nè, má chào Phương Thảo, má chào Trần Kim Hà, má chào Thanh 83, má chào Thắng Vân Lợi, má chào Trâm Anh, má chào Mỹ Mỹ, má chào bé Bụm, má chào Hân Nguyễn. Có biết không, mình không nói đâu có được. Luôn cả cộng đồng mạng qua ủng hộ mua cho má. Dù mua chiếc vòng 10 triệu đi thì má dặn là khi ai có hỏi thì nó 12, 13 triệu. Chứ đừng có nói rẻ hơn hoặc đừng có nói đúng giá. Tại vì má lại ưu tiên cho các cộng đồng mạng ra mua hàng của má. Má bán lại là 10% hoặc 5% hoặc là không có lời má cũng bán. Tại vì khi mà ra đến đó rồi ra thăm má thì cái đời của đó má rất tôn trọng. Và má rất quý. Có những cộng đồng hôm nay cũng có mấy người cộng đồng mạng ra này không? Mua thì nói muốn nhìn má ở trên tay đinh xuống, muốn nhìn má bằng xương bằng thịt ở ngoài. Rồi đến đó rồi cũng nói trời ơi, má ở ngoài sao má trẻ hơn ở trong, con coi ở trong cái video. Rồi má nói hình như là người nào cũng nói như vậy. Rồi chắc có lẽ là má không ăn ảnh. Rồi con, nó khịa má, nó nói là nó đưa cho cái thằng em của con Bảy Màu đăng hình lên rồi nó xuyên nó tạc. Biết cái này của ai không? Mua của bạn Tri Kỷ 10 triệu bán 19 triệu. Hỏi con, cái đó là đâu phải cậu mua đâu. Má tặng cho cậu những cái sinh nhật. Một lần đầu thì tấm lắc 2 lượng mấy với là 90 viên hộp sòn 2 ly. Rồi sau thời gian quá tới chừng mà đám cưới Hồng Loan cái người chồng trước á, thì cậu không có đeo, và sợ giật cậu thích thì cậu bá tặng mà cậu không có đeo. Cậu nói ơi, hồi Thanh đi làm cho cái cô đi dê cho Hồng Loan là viên cái chữ Loan dài đây nha con, luôn sợi dây chuyền đó. Rồi má tặng cho cậu cái tượng Phật đó, má tặng thêm cái con chó cho cậu là Hồng Loan đeo bây giờ, với một cái cây hột sòn 5 màu, 3 bột viên 3 ly rưỡi. Nó như cái ngọn đèn xanh đèn đỏ mình nó đủ màu hết trơn, cậu thích đồ màu lắm. Với lại một cây trúc, cây ống trúc dài dài, má cũng có đeo, cái cây cẩm thạch nó dài tròn do như cục đình vậy đó. Với lại một cái mặt cái chuyền 5 viên kim cương màu đen. Bởi bây giờ chỉ còn, má chỉ còn thấy một cái duy nhất là cái cô mà thiên kim của ra mua lại cái mặt đó, mặt Phật Bà Quan Âm đó, rồi Phật Thích Ca chứ, với lại Hồng Loan đeo con chó đó thôi. Còn mấy món kia là nó đi theo ông theo bà hết trơn rồi. Như vậy mà cũng khịa má được. Là hôm đó là con biết Nga đem ra, nó nói cậu kêu má giữ má bán đi, tại cậu không có đeo.
cậu sợ đeo dây chuyền nó bị giật. Thì má mới nói ồ sao không đeo, rồi cậu giữ cũng được, nó cậu không có chịu giữ. Nhưng mà hôm nay thì cậu có hứa cho ai tiền mà đóng tiền điện tiền nước gì chắc. Thì má cũng nghĩ vòng vòng chắc mấy người quen thôi, cậu không có tiền mặt trong nhà, cậu không có đi bán đô, không có bán vàng. Thì má nghe nó vậy đó, má đưa cho nó 10 triệu để đem về cho cậu đi. Thì sau đó một ngày hai ngày má còn nhớ nhớ, má lên hỏi nó ủa ông có đeo không, ông đeo thì ông đem về ông giữ đi chứ ông đưa tôi làm chi. Ông nói thôi Thanh cứ bán đi, thì của Thanh tặng mà, giờ Thanh cứ bán đi thì cả Thanh bán đi. Thì má mới để trong tủ đó. Thì cái cô Thiên Kim nó cổ ra là cô Nhung đó, cái cô ngày hôm qua mới có đăng hình lên đó. Thì bà ra thì chắc có lẽ là bà cô đó cũng thấy, tại cô đó mời cậu đi đi diễn show nhiều lần lắm. Thì cô nói sao cái này thấy quen quen. Thì má là thật tình lắm, nói ồ cái này của anh Linh đó, anh tặng cho anh Linh thì sinh nhật mà anh Linh anh không có đeo, anh đưa là anh rồi. Thì cô nói chịu mua. Cô nói nhiều thì má không có nói, má nói là mới đưa cho Nga 10 triệu đó. Cái cậu nói bây giờ con muốn làm lại cái dàn hột sòn ở trên, tại hôm má tặng cho cậu là không có hột sòn ở trên, chỉ làm cái hào quang bằng vàng thôi. Thì má làm lại cái đó thì thêm được 9 hột hay 10 hột nhỏ 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 gì đó. Thì luôn cả tiền vàng thay lại, tại vì khi mình làm lại đó con, thì mình phải phá ra hết. Nhưng mà lại lấy cái mẫu hào quang nằm ở dưới đó, thì mình để lấy cái mẫu lại làm y chang vậy thôi, nhưng mà thêm hột ở trên. Thì tổng cộng tiền vàng tiền hộp thêm 9 triệu nữa, tức là 19 triệu. Thế thì con, thì hỏi con bây giờ phải má là má phải lấy là 10 triệu của má chứ. Rồi cổ làm vàng thêm một sò thì 9 triệu, rồi má phải cộng vô 19 triệu. Thì thằng Sạc Thành á, nó đưa cái tin đó qua cho cái thằng em của con Bảy Màu á, đăng cái hình lên. Nó nói mấy người còn nhớ cái tượng này không? Nói tình tri kỷ mà mua 10 triệu mà đó 19 triệu. Hỏi con giờ kêu má làm thinh, sao má làm thinh được đó. Thằng thử rồi sáng có má tính like vừa lên lớp nó luôn rồi, nhưng mà tự nhiên má nghĩ ủa tự nhiên má live stream mà các con vô xem, rồi má lên lớp nó chưa được cái nghe nữa, rồi tới con nghe, các con nghe không mà rồi ôi thôi thấy cái người đó má không có nói đâu con ơi. Cái người đó thì thôi rồi thì họ cứ lật qua lật lại gì hoài thôi. Với lại những người đó họ nói chuyện mà mình nó nói chung nó con nghe là ai cũng có là con người mà, cũng phải có giận có hờn, có khi cũng điên lên chứ bộ. Nhưng mà cái điên bên đó thì mình không có thể cứ hét hò rồi. Rồi sao má có nhắc lại một câu với thằng Sạc Thành đó, má mới nói tí má ngồi má nói chuyện rất nhẹ nhàng với nó là gì, mà má mới nói là đúng ra nếu mà má quay lại từ nó 35 tuổi 40 tuổi thì má dùng từ ngữ của con bánh tét má bà chửi nó, nhưng mà má lớn tuổi rồi má làm cái gì không được, má không có làm. Con thấy không, mình ở yên rồi, mình không nói gì hết rồi, nó nằm ở bển bà ơi. Con biết nó cay má lắm, tại vì có những cái mà nó oan ức cho cậu á, má là người đứng ra rồi má phản biện với nó thì nó ghét má lắm. Nó nói nào là cậu không có trả nợ mà ngay cái bộ cậu luôn nha. Tại vì nó nói vô YouTube nghe luôn, trong gia đình là đặt là anh Năm vẫn đứng, tất nhiên là cậu vẫn đứng là cậu không có trả nợ cho ai hết á đó, con thấy không. Rồi một lần nữa cái nó nói với thằng Sử là anh mày có lỗi với tao, tao không có lỗi với anh mày. Ủa lỗi gì trời, mượn vàng thì phải trả chứ. Mượn không trả, cậu nhờ má đi đòi 10 lượng vàng. Hỏi con, mấy tháng trời cậu mới khai cho má biết chứ, cậu cho nó mượn mà nó đâu có biết hay ất giáp gì đâu. Thì cậu mới đổi thừa nói là vàng cho mượn là vàng của má. Thì đừng má đứng ra mình đòi. Má đòi lên qua nhà mấy lần ở đường Đồ Nhân Bơ, cái hẻm cũng nhỏ nhỏ mấy lần. Rồi cứ dẫn má đi ra ngoài ngân hàng Hàng Hải, ở ngoài ở đâu ngoài đường Sài Gòn, không biết đường cái đường gì má quên rồi, đường Hàm Nghi mà quẹo tay trái á, ở quẹo tay phải chứ, ra Bạch Đằng á, mấy lần ông ra ông nói là cái này là không có đáo hạn được gì đó. Thì
thì bắt đầu mà không có nghe được, má không trả thì má mới nhờ đàn em má nó làm thư ký cho luật sư bên quận tư, nó hướng dẫn má đi qua bên viện cảnh sát ngay đầu cầu Canh Mét. Thì mắc cớ đó xong rồi ông thấy cái tờ đó ông sợ, ông mới đi bán cái nhà ông đột nghe mới nhớ đợt đó 20 mấy cây đó, mới đưa cho má 10 lượng vàng rồi mới về má trả cho cậu. Rồi cái drama này nổi lên á, thì cái câu chuyện ổng nói là cậu có lỗi với ổng thì má mới nhắc thằng Sử là nhắc cái câu chuyện này, câu chuyện mượn tiền. Thì hôm đó ổng chuẩn bị lên trên máy bay á, thì ổng mới nhắn tin cho má, mới nói chờ đợi bà Tư cái chuyện tôi mượn 10 cây vàng sao bây giờ trên mạng biết, bà Tư kêu bà Tư đến tránh giùm mà tôi. Thì má nó không có được, đây là cái câu chuyện có thật. Thì má có đăng lên, má đăng mới nói thế này, thôi đó cái đó là xưa lắm rồi đừng nhắc lại chi, để cho cậu yên nghỉ đi tớ má nói gì thôi. Rồi má nói kể tiếp bên kia, cái đó ổng kêu má là ổng đang lên máy bay đừng có khoan điện đã, thì không ngờ ổng chuyển qua cái ghi âm, cái ghi âm đó thì ghi âm má đâu có nói gì bên xấu gì ai đâu, ghi âm đó là ghi âm là má nhắc lại cái ngày má đứng ra giải quyết cho Hồng Loan bán đất để chia cho bên đó, chứ má đâu có nói ngoài gì cái chuyện mà má nói xấu bên kia. Và đứng thật sự lúc đó má cũng chưa nghĩ rằng là ổng không ưa má hoặc là ổng thù má. Đó con thấy không? Cái chuyện mình làm đúng lương tâm mà nó đã như vậy. Rồi bây giờ ganh tị với má rồi ghét má rồi cứ lâu lâu thấy cái gì mà hở hở ra là bắt đầu Dương Đông kích tay. Rồi sáng má cũng chửi nhiều. Bác kêu ổng đi vô trong chùa bên Pháp á. Mỗi một ngày bỏ ra 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ đi vô làm công quả, quét sân chùa hoặc là rửa chén hoặc là lau lau gạch lau lau sàn cho chùa để giải được cái nghiệp của ổng, để khi nào ổng có đi, ổng đi cho sớm, ổng đi tích tắc 15 20 phút đi liền chứ ác như vậy á, rồi nằm tại chỗ nè ỉa chay đá dầm, bên Pháp không có tiền mà thuê người ta đâu, mắc lắm. Rồi nó kéo dài 1 2 năm á, cái thân á thì không có anh em rồi không có con gái nữa. Má nói vậy nó má khuyên gì đó tôi ông tao, má dùng cái từ ngữ tao mày, tao lớn hơn mày 1 tuổi, tao tao khuyên mày cái đó thật lòng, tao khuyên mày để cái ngày mày đi á cho nó thanh thản nó nhẹ nhàng. Thì má nói gì không, rồi sáng má cũng thật sự đi, không con biết ngày hôm qua má coi cái đó rồi má vô phòng trà mà má còn